Ê, sao mày không biết hai tụi mình có được nhận vào gọi là đây để làm nấu ăn không ta? Lo quá à. Chị cũng không biết nữa, nhưng mà chị đã cố gắng chuẩn bị thật chỉnh chu. Những cái đồ gì chỉnh chu không? Đó, chỉnh chu Ồ, giống em nha. nè, hôm nay là em còn mang cái áo đầu bếp nữa đó, chiếm Xin chào các cô gái. Ủa mà mấy cô là cô gái hay là chàng trai vậy? Sao ở ngoài thì nhìn giống con gái mà trong game nhìn giống con trai vậy hả? Tụi tôi là đầu bếp chuyên nghiệp, mặc cho gọn gàng, tóc cột hết cho nó gọn. À, ok. Nói chung là hai người là con gái đúng không, chứ phải con trai đúng Đúng không? rồi. Ok. Tôi có đọc qua hồ sơ của hai người thì tôi có thấy là hai người muốn xin vào đây để làm việc làm đầu bếp ở trong đây hả? Đúng rồi ạ. Hai chị em tôi xin đi làm việc luôn. Wow, là hai người là hai chị em ruột luôn hả? Đúng rồi, ok xin đôi luôn, ok xin đôi luôn. Thôi được, nhưng mà tôi á thì như thế này nhá. Trước tiên á thì tôi không có nhận hai người vào đây làm đầu bếp liền được, mà tôi cần phải có thời gian để thử việc, hai người hiểu không? Có nghĩa là tôi muốn xem coi hai người có nấu ăn giỏi hay không, có làm việc tốt hay không thì tôi mới dám nhận, hai người hiểu không? Trời ơi, đầu bếp đừng có lo, kỹ năng của tôi là tôi biết nấu ăn từ xưa nhỏ rồi. Kỹ năng của tôi là biết nấu quả trứng ốp la với là nấu mì tôm. Đó. Wow, ghê quá, biết nấu mì luôn. Giỏi. Còn còn đó, cô, cái cô Simmy này, dạ. Cô biết nấu gì? Còn em biết nấu ăn. Em gái tôi biết nấu nước sôi, ghê lắm. Để em đó. Nói, em không biết nấu ăn nhưng em biết phục vụ, và đặc biệt hai chị em còn biết hip hop nữa. Vô 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 vô. Được rồi. Trật tự nè, tôi là tôi cần thuê đầu bếp chứ tôi không có cần thuê dancer, ok? Thôi được rồi, bây giờ thế này đi. Tôi sẽ nhận hai cô với giá mức lương là mỗi ngày là 200.000. Đó, một tháng là sẽ ngày 200.000, còn 10 ngày là được 2 triệu tháng. Mỗi tháng được 6 triệu luôn á, nhiều chưa? Trời ơi. Rồi, ok. Thôi được rồi, bây giờ mấy cô đi theo tôi. Nói chung là quán của tôi cũng mới mở cho nên cũng cần nhân viên. Đó, từ nãy giờ ngồi nói chuyện khách về hết trơn rồi. Trời, khách ơi, khách ơi. Trời ơi, ê, khách. Dạ, ông chủ nói nhiều quá, khách bỏ đi đúng nãy rồi. Từ nãy giờ á, lo nói chuyện cho nên khách về hết rồi. Hai cô thấy chưa, tại hai cô đó. Được rồi, bây giờ thế này đi, hai cô đi theo tôi sẽ chỉ với hai cô cách làm việc ở đây. Đầu tiên á, thì mình sẽ lại đây để mình order cho khách nè. Thì mình sẽ lại gần khách, sau đó mình tán vô cái đầu. Tán vô cái đầu, phải không, đó. Đúng rồi, vậy đó. Mình chỉ cần tán vô cái đầu là nó sẽ hiện ra cái món ăn đó. Thật ra cái này là chỉ có trong game mới áp dụng được thôi nha, chứ áp dụng ngoài đời là sẽ bị đánh nha các bạn đó. Ok. Thôi được rồi, Simmy, được rồi. Thì khách hàng ở đây order một cái là hamburger nè. Được rồi, hai cô đi theo tôi. Giới thiệu với hai cô, đây chính là cái nhà bếp của chúng ta, và chúng ta sẽ nấu ăn ở trong cái nhà bếp này. Đó. Rồi, thì trước tiên để làm được cái món hamburger này á, thì tôi cần phải qua bên đây. Chúng ta sẽ lấy cái dĩa, mấy cô nhìn thấy tôi làm không? Rồi. Mấy cô chỉ cần đứng nhìn tôi làm thôi, chưa cần làm đâu. Chỉ cần đứng nhìn tôi làm trước thôi. Ok, rồi mình lấy cái dĩa xong. Cô Simmy này, cô làm gì vậy? Sao cô lại vứt dĩa xuống đất? Cô có biết giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm là gì không hả? Ủa sao cái đĩa, sao cái dĩa nó bay? Đây, dạ, lần tụi nó ăn rồi. Trời ơi, thôi rồi. Tiếp theo nè, chúng ta sẽ sử dụng một cái bánh. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái bánh lên đây để hâm nóng cái bánh. Cái bánh nó bốc khói nè. Thơm quá. Trời ơi, mấy cô thấy thơm không? Cũng thơm. Rồi, đây, cái bánh nó vàng lại nãy không? Sao chúng ta sẽ để lên cái dĩa. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng con dao này. Chúng ta cắt cái bánh ra. Búp. Đó, chia ra hai miếng thấy không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ mở tủ lạnh ra. Chúng ta lấy miếng thịt ở trong tủ lạnh, chúng ta bỏ này, chúng ta nướng lên. Đó, rồi mấy cô để ý nha, tập trung nha. Tí nữa làm sai cho khách là xong luôn á. Rồi, tập trung nè. Rồi, miếng thịt nó chuyển thành màu nâu, mình sẽ để lên dĩa. Mình lấy cái bánh úp lên. Ê, úp lên, đó. Xong, ghê chưa. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần bơi ra ngoài đây để lên cho khách thôi. Đó, bỏ lên cho khách nè. Rồi xong, khách ăn xong rồi thấy không? Đó. Hay ta. Sau khi khách ăn xong thì cái dĩa chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chọi cái dĩa trong đó. Ủa? Hay ta. Dậy cho nó nhanh, đúng không? Dậy cho nó nhanh. Đó, thì khi mình chọi cái dĩa vô đây á là sẽ trong đây sẽ có một người sẽ phải lụm cái dĩa đem lại đây bỏ ở đây rửa dĩa, phải không? Đó. Rửa. Wow, hay hiểu ta. Rồi bây giờ mấy cô đã hiểu cách làm hamburger chưa nhỉ? Tôi đã hiểu rồi. Ok. Dạ, tôi biết chữ. Bây giờ mấy cô hãy thử thực hành làm một cái bánh hamburger cho tôi xem nào. Ok, hai cô làm đi. Để tôi xem coi, xem đây, coi. Đầu tiên là mình ném nó vô. Cái gì vậy? Cái cô Simmy này sao từ nãy giờ cô làm rớt đồ ăn hoài vậy? Đây. Không có được, cái bánh này làm rớt rồi, phải dục thôi, không có được. Ủa,
chút. Để chị làm đi. Cô cũng phải làm luôn. Mỗi người làm một cái. Đẹp cắt cho. Bây giờ không. Mỗi người làm một cái để tôi xem tay nghề của mấy cô như thế nào. Simi làm đi. Đầu bếp không tin tưởng em gì trơn á. Đây, để em làm cho. Rồi. Để chị cắt cho. Tôi thấy là cô Sammy làm khá là tốt nè. Còn cô Simi thì nãy giờ chưa nướng được xong cái bánh nữa. Rồi. Rồi. Đó, bạn ơi. Thôi, đúng rồi. Đổ hết rồi. Em xin lỗi đầu bếp. Em rung quá, em rung quá. Trời ơi, cái con xịn mi này cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Em rung quá. Trời ơi. Rồi, ok. Hay quá, rồi. Trời ơi, xin lỗi đầu bếp. Sao tôi thấy bất ổn quá vậy? Đây, cô Sammy cho tôi xem cái bánh của cô coi. Wow. Cái bánh này á thì nó chưa được xếp đẹp lắm nha. Cô xếp lại cho nó đẹp hơn cho tôi coi. Thôi, này là cái ý tưởng của tôi là bánh không bây giờ... chung là nó bay. Khách là được rồi, không sao đâu, khách không ý kiến đâu. Quay, không được. Đây. Trời ơi, không được làm như vậy. Trời ơi, cái cô này. Cô làm cái gì? Đó, tôi đút cho người ta ăn luôn kìa, cô thấy không? Đút cái là ăn luôn nè. Thấy chưa? Trời ơi, cái cô này. Bây giờ nè, tập hợp ở đây. Cô Simmy dừng lại luôn. Ủa vậy sao? Tập hợp cái cô Sammy này, cô có nghe tôi nói không? Ngồi xuống, tập hợp là ngồi xuống nghe. Cái nhà bếp của tôi mà mấy cô làm ăn cái kiểu này là chết tôi rồi. Ổn mà ta. Ổn gì mà ổn. Cô Simmy á thì làm rớt đồ ăn, còn cô Sammy á thì xếp đồ ăn, muốn xếp sao xếp, đem cho khách, khách ăn không ăn gì nhét vô miệng khách luôn là sao hả? Làm ăn như vậy rồi mất khách của tôi rồi sao? Bây giờ này nha, đồ ăn không đẹp trừ nửa ngày lương, làm rớt đồ ăn xuống đất trừ nửa ngày lương, không bây giờ biết bây giờ hai cô có làm hay không? Rồi biết vậy em đừng vô đây làm rồi. Trời ơi, không nổi. Quay, tôi nghe nha. Thôi không đây đi tìm cái Chị, bây giờ sao mày chị vô order đi, em nấu ăn cho, em nấu đi. Cái con Simmy này từ nãy giờ chưa làm xong cái bánh nữa. Khách hàng order nhiều nè, cần thịt bò, cần thịt xông khói và cần miếng phô mát, đầy lắm luôn á, nóng hết luôn á. Nhét hết, có gì nhét hết. Ủa phô mát có cần nướng không? Phô mai không cần nướng. Thôi được rồi, bây giờ hai cô ở ngoài đây làm đi nha, tôi sẽ vô tôi order thêm đồ ăn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ vô đây nè, mình bấm vào đây nè. Đấy. Ê, cái gì? Cái gì vậy? Sao vậy? Cô tránh ra cho tôi. Trời ơi. Ủa sao cháy vậy? Cháy cái miếng thịt. Cháy cái miếng thịt nè. Trời ơi. Tập hợp. Tôi nói mấy cô tập hợp ở đây. Nhanh lên. Cháy cho nước. Rớt rồi. Không sao, không ai thấy đâu. Đời sẽ ốm chưa? Chôn cái thang miếng phô mai đi rồi kìa. Bắt cái lại. Bỏ nó vô thùng rác. Xem bây giờ mình làm thịt chuột được không ta? Thầu lao quá. Này cô bị cái gì hả? Mấy người tập hợp đi cho tôi coi. Các cô có tôn trọng tôi không vậy? Tôi nói bây giờ nha, tôi kêu tập hợp mà không tập hợp là trừ nửa ngày lương. Ok, tôi mệt thấy cô nhân viên này quá. Người á thì làm cháy quán tôi, người thì lụm con chuột cho khách ăn là sao hả? Sao mà tôi cảm giác tôi hối hận khi tôi thuê hai cô quá ta? Đầu bếp thuê tụi tôi mà, đúng không? Thôi được rồi, bây giờ này nha, để cho dễ hơn đi. Bây giờ chúng ta cần phải phân công công việc ra để cho dễ làm hơn. Ok chưa? Okay. Bây giờ trước tiên cái đống đồ này tôi nghĩ là dọn đi chứ không có ăn được nữa đâu. Đúng rồi. Dễ tính lắm, khách đâu khó đâu trời. Trời khó thôi. Hy vọng là khách ăn xong không bị đau bụng. Sao bay hết trơn rồi. Khách bảo là cái này không phải là những gì mà tôi order, ông ăn hết luôn mà không trả tiền. Rồi xong luôn rồi. Mèo Simmy làm sai món cho khách trừ nửa ngày lương nha. Rồi mèo Simmy ghi vô nè. Ôi, con chưa có kìa. Mèo Simmy trừ nửa ngày lương. Rồi ok, xong. Cô Sammy này, cô làm gì vậy? Tôi muốn làm một món mới cho quán để có thể làm một món best seller để tôi. Cô làm ơn, cô tha cho con chuột, cô tính bỏ con chuột vô lò nướng à. Trời ơi. Tôi. Ba, tại sao vậy? Tập hợp. Trời ơi, cái quán của tôi. Ông, để tôi đọc sách, tôi học quay. Cách để nấu ăn nè. Hai cô bị sa thải. Ủa sao sa thải? Tức quá mà. Bây giờ tôi nói nè, tôi gọi lại đây là phải lại đây. Cô tính làm gì tôi? Bây giờ ông có cho tôi làm không? Sạch ông luôn. Không sao. Rồi.
Thôi được. Bây giờ tôi nói mấy cô này nè, tạm thời khách đang cũng về hết rồi, thôi bây giờ mình đóng cửa quán đi. Rồi ngày mai tôi sẽ gọi là trending lại cho mấy cô để có mấy cô có thể làm một đầu bếp giỏi như thế nào. Ok, thôi đi về. Thôi mà trước khi về cho xin cái bánh đó. Xin bánh. Trời ơi, cũng xin đem về nữa, trời ơi. Về ăn, đói lắm. Bye bye, đầu bếp. Bây giờ đã là một ngày mới trôi qua và hy vọng rằng ngày hôm nay quán của tôi sẽ bán ổn định lại. Thôi được rồi. Bây giờ nè, cô Simi với cô Sammy, bây giờ chúng ta là một tập thể với nhau, cho nên chúng ta cần phải biết cách làm việc nhóm. Mấy cô làm gì? Làm việc nhóm. À, bắt tay đúng không? Đang bắt tay đúng không? Bây giờ này nha, chúng ta sẽ phân công ra. Cô mèo Simi sẽ có nhiệm vụ làm thịt nướng cho tôi, hiểu không? Kiểu cô đứng ở đây, cô chỉ cần nướng thịt thôi. Sau khi nướng thịt xong thì cô sẽ để trên bàn, bỏ trên bàn này cho tôi, hiểu không? Vâng, yes. Rồi, cô Sammy thì sẽ có nhiệm vụ là ra ngoài đây order đồ ăn, sau đó vô đây đứng ở đây, hiểu không? Chờ để rửa chén. Còn tôi, nhiệm vụ của tôi sẽ là xếp bánh cho khách, ok chưa? Ok, xếp. Rồi, ok, quyết định vậy đi. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu công việc. Cô Sammy ra order kìa, nhanh lên. Rồi, đây. Khách ơi, khách uống gì ăn gì nè. Em order 1 bánh mì kẹp thịt bình thường, 1 bánh mì kẹp thịt phô mai, 2 bánh mì kẹp thịt phô mai. Rồi, ok, đã nghe. Rồi, cô Simi đúng rồi, cứ nướng hết rồi bỏ bàn cho tôi. Tôi nghĩ là cần phải có thêm thịt đó, cho nên tôi sẽ vào đây tôi mua thêm đồ ăn. Ok, mua thêm. Rồi, bây giờ cô Simi sau khi đã nướng xong thì tôi sẽ có nhiệm vụ là làm bánh. Ok. Là cô Sammy lấy tôi cái dĩa, nhanh lên. Ok, đây. Nhiệm vụ dạ của cô mà cứ phải để tôi nhắc là sao nhỉ? Rồi, đúng rồi. Ủa, có xe giao kìa. Có xe giao hàng á cô. Cô Sammy ra nhận hàng giúp tôi cái. Đây, tôi ra nhận hàng của anh. Đây, okay. Trời ơi. Ủa, nhiều hàng quá nè. Ok, xong một cái bánh cho khách rồi nè anh em. Anh em thấy tôi ghê không? Đã tôi làm xong cái bánh hơi bị đẹp luôn nha. Rồi, cô Sammy làm gì? Sao mà chà cái bánh lên mặt khách vậy? Em đang muốn đập ở đầu khách rồi ạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều. Rồi đây, cô Sammy đâu rồi? Vô đây rửa chén nè, cô Sammy đâu? Ok, đây. Trời ơi. Đây, tôi chọi cái chén vô nè. Đó, tôi chọi cái chén vô đó. Đủ cái chén đâu rồi, sếp ơi? Đâu bay vô đó rồi đó. Em thấy là thiếu thịt á, hết thịt bò rồi. Đây, thịt trong này, thịt trong kia, thịt trong kia. Cái gì vậy? Trời ơi, cô Simi sao cô lại quăng đồ ăn rồi? Em lỡ. Bỏ thùng rác. Tôi là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Trời ơi, cháy rồi. Thôi không sao, vẫn xài được. Xài được cái đầu của cô á. Trời, tiền của tôi không đó. Cái này thịt bò Mỹ không, bò Kobe không đó. Trời ơi. Thịt bò nè. Cháy quá. Trời ơi, mua bò Việt Nam nha. Trời khổ quá. Hồi nãy khách order là bánh bánh gì vậy cô Sammy? Còn bánh gì nữa vậy? Hai thịt bò với phô mai với một bánh thịt bò thôi. Rồi lấy miếng phô mai nè, bỏ lên cái thớt nè, đó, sau đó lấy dao nè, cắt miếng phô mai ra. Búp. Đó. Quá đỉnh. Xong thêm dĩa rồi cô Sammy ơi, xong thêm dĩa nè, bưng cho khách. Đây, xong tôi đang cầm phô mai. Chờ xíu, đây đang lấy hàng. Cô vô, cô nhanh, cô bưng cho khách kìa, nhanh lên. Bưng cái dĩa cho khách. Em đút vô mỏ khách luôn nha. Để cho khách tự ăn đi, trời ơi. Anh thấy chán quá, giờ em cứ đi nướng mấy cái này thôi hả, chán quá. Để em muốn rồi chị giống chị không? Chị chán hơn nữa. Ôi hả? Cô Sammy rồi. Đây. Xong thêm dĩa nè, đem cho khách nhanh lên. Dạ, đây. Ui, đẹp ghê á. Đi làm á, đi làm kiếm đồng tiền đâu dễ đâu. Con chuột kìa. Con chuột nó tham cái bánh kìa. Ăn đi. Sao khách này không ăn vậy ta? Ồ, ăn rồi. Thôi, đem rửa con chuột cho nó sạch. Rửa là chi? Thôi, em yêu động vật lắm sếp ơi, nên thôi em chở cho đi. Trời ơi, cái cô này mệt thiệt chứ. Đây là từ tôi đang làm thêm cái bánh tiếp theo cho khách nè. Trời ơi, bánh của tôi. Em ăn chuột không? Sếp ơi, thông cảm nha. Nè, bánh luôn. Mấy cô giục con chuột liền cho tôi nha, mấy cô cứ lấy con chuột ra quầy nha. Cháy rồi, trời, con chuột, sao con chuột còn ở đây nữa? Nó chưa đuổi nó đi nữa. Cháy hả? Gì mà loạn như vậy? Trời ơi, từ nãy giờ mình đang làm được an toàn, mấy cô làm ơn tập trung giúp tôi đi, mình đang làm đúng mà tự nhiên mấy cô làm gì nữa vậy? Sếp ơi, cho hai cái bánh mì thường, hai cái bánh mì kẹp với thịt phô mai với hai bánh mì kẹp full topping đó. Đây bánh mì thường nè, xong nè. Đây, xong. Yeah. Đó, hai bánh mì thường. Mấy bạn thấy đó, trời ơi, làm một cái người gọi là đầu bếp đâu có phải là dễ đâu bạn. Phải giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm rồi kiểu, rồi phải kiểu tập trung nấu nướng nữa. Lơ là phát á là coi như là xong xuôi. Em gái có muốn đổi chỗ không chứ đỡ chán không đây nè. Giờ rồi chán đi, em rồi chán cho, đem rồi chán cho. Rồi tôi nghĩ là nướng từ nãy giờ cũng được nhiều đó, bây giờ cô Simi vô phụ tôi làm hamburger luôn em cho khách nè. Hamburger đi. Đúng rồi. Dạ, đợi xíu, em lỡ quăng cái chậu hoa vô mặt khách rồi. Cái gì vậy?
À, cái này là phô mai của quý khách. À đây quý khách này ăn à, phô mai nè. Ok rồi, cảm ơn quý khách. Cheeseburger. Mấy cô qua đây, tập trung qua đây phụ tôi làm mỗi người một cái hamburger nữa cho xong này, nhanh lên. Đây tôi đang rửa sim ơi. Ủa bỏ em ơi. Phô mai bỏ cái đây để em. Ui trời hết rồi. Rớt đồ ăn ơi. Quá cái này trong game thôi, không sao đâu. Tôi quên thông báo cho mấy cô biết là ngày hôm nay chúng ta bán hamburger, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ đổi qua bán món khác á, cho nên là mấy cô nhớ gọi là về chuẩn bị kỹ càng nha. Rồi ơi. Có hai dĩa xong rồi nè, cô nào đem hai dĩa bánh ra cho khách nè. Dạ đợi chứ. Bơ tôi luôn dạ, hả? Hai cô thì dám bơ tôi hả? Đợi xíu. Dạ. Dạ vâng, dạ em xin lỗi chị. Trời ơi, tôi là nhân viên cái mày con bò đâu mà đi liên tục vậy hả? Đấy, cắt đi. Dạ thôi rồi. Ok anh em ơi, nói chung là ngày hôm nay là bọn mình đang bán hamburger rồi, ok. Nói chung bọn mình sẽ tập trung để bán, để kiếm thêm tiền và phát triển gọi là quán ăn của chúng ta ngày hôm nay nha. Hy vọng rằng quán của mình sẽ không bị phá sản, ok. Rồi, thôi rồi, ngày hôm nay kết thúc nha. Ok, ngày hôm nay kết thúc đi. Cô Simi làm gì vậy? Không sao. Uầy. Trời cái gì vậy? Nguy hiểm đây, quá. Của cái khách đây. Rồi đi về đi. Ôi, không có được ăn nói gì với khách. Trời ơi. Xin chào mừng hai cô gái đã đến với ngày thứ ba làm việc tại quán ăn của tôi. Vâng, và ngày hôm nay xin giới thiệu với các cô gái, đây chính là quán kem của tôi. Đó thì nhà của tôi thì được cái là không thiếu gì ngoài tiền. Cho nên là nhà tôi là nguyên cái thành phố này quán ăn nhiều lắm. Nhà tôi còn có tiệm bán bánh pizza nè, còn có tiệm bán phở nè, tiệm bán cơm tấm nè, bún bò nè, có thêm tiệm bán thịt chuột chiên nè, chén chiên nè, bò cạp. Ủa? Đồ ăn bên Ấn Độ á, mấy người không biết hả? Trời ơi, nhiều lắm rồi. Okay. Nói chung á là hôm nay là bọn mình sẽ đến với là quán kem, mấy cô hiểu không? Rồi. Kem thì dễ. Kem thì dễ ơi. Ví dụ nha, bây giờ nè, cái anh đen đen nè, anh order kem màu hồng nè. Cái màu hồng là kem gì ta? Red berry là cái gì? Tím hồng gì đó. Còn cái này mệt quá, kệ đi. Nói chung là múc nè, lấy cái muỗng múc thấy không? Đó, sau đó mình sẽ để lên cái kem. Đó, sau đó mình sẽ lấy cái kem mà đưa cho khách. Rồi cô đưa cho khách đi. Cô làm cái gì? Vô chiêu à. Trời ơi, cô đi ra. Ủa, đút thân miệng mang gì vậy? Trời ơi, sao tôi không lụm được que kem luôn? Cô lụm được không? Trời ơi, khách bỏ đi rồi. Rồi, bây giờ mấy cô nhìn tôi nè, mấy cô tập trung nè. Từ lại nha, bây giờ nè, lấy màu xanh nè. Này là kem màu xanh với màu trắng đúng không? Ok, màu xanh nè. Rồi lấy thêm kem màu trắng nè, đây kem màu trắng đây. Rồi. Kem dừa. Bỏ vô, rồi. Nhìn nha, nhìn tôi nè, đứng ở trước này nè, đưa cho khách. Rồi. Đúng không? Đó, thấy không? Bán được 8 đồ. Rồi làm đi. Nhân viên của tôi á được cái á là gọi là hơi ngáo một xíu rồi. Nhưng mà tiếp thu giỏi. Cái gì vậy? Không sao, không sao. Không sao cái gì, rớt hoài vậy. Đó. Chocolate. Cô Sammy, cô làm sai cho khách rồi kìa. Ủa sai gì tôi mà, màu xanh mà. Order sai kìa. Đây à, bây giờ là màu trắng với màu đỏ nè, nhanh lên. Kem dừa. Cái gì vậy? Sao mà kem văng tứ tung vậy? Xin lỗi sếp. Cái kem đâu rồi? Dạ, đưa. Cho cái kem gì đâu mà. Ủa? Cái gì vậy? Sao nó không có vô cái kem luôn á? Từ đặt lại. Chắc là nãy giờ mình mạnh tay quá. Tôi mệt quá. Cái kem này nó bị cái gì rồi? Nè, nhìn nè. Rồi, ok. Sô-cô-la. Ủa sao ông kia ăn rồi? Chưa múc xong mà ông nói. Anh này là cần sô-cô-la với lại cái gì? Vani hay sao? Dừa. Ok rồi, sô-cô-la rồi. Cái gì vậy? Dừa. Sao mà cô đợi xuống đây rồi đó. Ôi. Sao cô đợi xuống đất? Nhìn đẹp không? Xem nhìn đẹp không? Sao cô đợi xuống đất vậy? Amazing là tuyệt vời. Amazing, good job. Ok, sao? Trời ơi, khách đến ăn quán của tôi đúng lần xong rồi không bao giờ quay lại nữa. Tại vì đau bụng mấy bạn ơi, trời ơi. Sếp nói gì vậy? Trời ơi, tụi tôi phục vụ hơi bị con. Ăn đi. Amazing. Sếp ơi, sếp có thể đi mua thêm đồ đúng không ạ? Chứ em thấy là sắp hết rồi đó. Ok rồi, để tôi mua thêm. Trời, tôi đau đầu quá. Trời. Ê, sao cái kem nó xoay được hay vậy? Ê, hết kem xin cho Berry ơi. Cần kem gì? À, tôi mua mọi thứ loại nha. Sao cho Berry. Rồi. Nè. Còn mấy kem rơi xuống đất nè, xem ê, sao. Dục đi. Tiếc vậy. Tiếc gì? Đó, ok. Cái gì vậy? Thank you. Không sao. Nè. Không có làm ăn vậy nha. Tôi nói với cô nha. Nè, cô Sammy với cô Simmy bị phạt nửa ngày lương hôm nay nha. Ủa gì vậy? Bán
bán đồ ăn mất vệ sinh cho khách tôi vẫn phạt, ok nha. Sếp ơi, mình là hiện tại là hết vỏ rồi, sếp mua vỏ được không sếp? Đây đây đây, đây xe tới nè, mấy cô ra ra phụ tôi, ra phụ tôi. Đây. À, ok. Đây. Đây nè, kem đồ nè, vỏ đồ nè. Wow, đấy. Nhiều vỏ vậy? Đem vô nhà đi. Wow. Đây, để ngoài cho dễ lấy nha. Tao đang thấy bán kem nó cũng không có dễ mấy nhờ, nó cũng phiền ghê trời. Trời ơi, mấy cô này mới làm ăn có xíu thôi mà đã gọi là than phiền lên phiền xuống rồi. Làm ăn trên cuộc đời này lấy được đồng tiền đâu dễ đâu trời. Phải đổ mồ hôi sôi con mắt đó. Dạ trời. Đây, đây, mấy đây, cái cô kem này còn trẻ quá, chưa trải sự đời cho nên là không có biết quý trọng đồng trời tiền. Trời ơi, sắc mấy cái này thôi cũng thi mệt rồi Sim ơi. Anh đang làm kem, đợi xíu nha. Kìa kìa, khách order, khách đứng đợi nãy giờ, cái mặt khách quạo luôn rồi kìa. Dạ, đây đang sắp mấy cái này nè, cái thùng này trời ơi. Trời ơi, sao bán kem thấy khổ quá trời, biết vậy bán gì đây, bán để tôi làm phụ, để tôi làm phụ cho. Đây kem gì, anh cần kem gì ạ? Kem màu xanh với màu đỏ, dạ rồi, ok anh. Màu xanh nè, lấy màu xanh nè. Đây, của anh đây ạ, dạ. Màu đỏ nè, dạ đây, màu xanh, màu đỏ đây. Ok, cảm ơn anh. Anh này cần kem vani nè, trời ơi, tôi làm nhanh, sao không nhanh. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cô dục luôn cái hộp kem của tôi vậy? Rồi sếp, em nhanh tay quá, em nghĩ nó vô khác luôn. Cái cô Sammy này từ nãy giờ tôi thấy cô quăng kem xuống đất, cô pha đâu, kem. Đâu, không, này là cái kem nó trên tay tôi thì nó rớt xuống rồi, tôi phủi đi rồi. Tiếp nè. Rồi. À, sao mà tôi cảm giác kiểu quán của tôi sắp tới sao không ai ghé tới luôn vậy ta? Trời ơi, sếp yên tâm, tụi em gọi là với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Mấy bạn mấy bạn xem video thì các bạn nhớ nha, đây chính là những cái game thôi nha các bạn nha, đây chỉ là game thôi cho nên các bạn hãy nhớ là bọn mình làm trong game mình làm cho vui thôi đó, chứ ngoài đời là cái gì cũng phải cần an toàn vệ sinh thực phẩm nha các bạn đó, chứ ngoài đời mà như thế này á là coi như là không ai tính ăn đâu ha. trời ơi yên tâm, có mà khách trong game đó thép. Trời ơi, ủa trời ơi, cái con Sammy đây, cô để xuống đất kìa. Dạ là, ủa sao chị bán cái gì vậy? Kem không cái... bán không? Nhìn nè, hay không? Xem nhìn nè, cái kem nè, những cái kem nó dẹp nè. Wow. Phong cách mới. Đúng rồi. Rồi. Cô Sammy và cô Simmy tập hợp, tập trung lại đây. Ủa, nữa. Xe hộp nữa. Nói chung là ngày hôm nay á chính là tập đầu tiên của gọi là nhà hàng bất ổn của tôi. Đó, cho nên là quán ăn bất ổn của tôi đó, nói chung là cái quán ăn bất ổn của tôi thì tôi thấy từ lúc có hai cô nó bất ổn nhiều hơn rồi, cho nên là thôi như thế này đi, bởi vì tập 1 cho nên có thể hai cô chưa biết làm như thế nào, cho nên thôi hy vọng rằng tập 2, tập 3 thì mấy cô sẽ làm việc tốt. Sếp ăn, sếp ăn. tôi không ăn. Mấy cô có tập trung nghe tôi nói không? Mấy cô có tập trung nghe. Ngon quá. Mấy cô có tập trung nghe tôi nói không vậy? Dạ có. Được rồi, hy vọng là tập sau mấy cô sẽ làm việc tốt hơn. Còn tập này thì tôi sẽ tuyên bố là hai cô bị trừ toàn bộ tất cả số lương mà mấy cô làm trong 3 ngày hiện tại. Mấy cô nghe tôi nói nè, bởi vì lý do là bởi vì mấy cô làm ăn gọi là rất là mất vệ sinh, nói không, quăng đồ làm dưới đất cái kiểu. Cái này là do game nó lát cho mà tụi em mất vệ sinh. Không. Trời. Không cần biết, rồi chưa kể ha, đồ ăn rớt đất rồi không biết đem dục đi còn đem cho khách ăn nữa, cho nên tôi quyết định là trừ lương mấy ngày sắp tới luôn. Rồi quyết định vậy đi. Không có nô gì hết trơn á. Làm thì làm, không làm được thì nghỉ. Vậy nha, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bạn nào mà muốn á, Simmy và Sammy sẽ được tiếp tục làm ở quán ăn của mình thì đừng quên là nhấn nút like video này. Các bạn like càng nhiều thì Sim với Sam mới được ở lại để làm việc tiếp nha. Mấy bạn nhớ nha, nhớ like nha. Rồi hai người kia làm cái gì? Sim ơi, bây giờ sếp đuổi việc mình đúng không? Bây giờ mình sẽ làm công việc cuối cùng. Đập quán. Quay. Go. Hello team, hello